Đây nha các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu đấu cái relay này, relay 24V nhá, để dành cho tắt bật spinner nhá. Đây cái đây bộ nguồn của spinner này, đây bộ nguồn của mạch này, đây mạch Mach 3 nhá. Đấy thì là bình thường đây, cái nguồn này thì nó có cái điều khiển ở đây, có cái điều khiển là bạn vặn ở đây lên thì nó sẽ lên. Thế nhưng mà các bạn muốn đấu thêm cái tắt bật của spinner ở trên phần mềm này. Ở đây nhá, tắt bật spinner ở trên phần mềm. Này mà các bạn là muốn đấu cái đấy ấy, là bởi vì là lý do là khi các bạn đặt một tốc độ nào đó để chạy cái tranh hoặc cái tranh gỗ của mình ấy, mà đến lúc máy nó các bạn không trông, mà đến lúc máy cho máy nó tự tắt đấy, thì sau khi máy nó chạy xong này thì nó sẽ spinner này nó sẽ tự tắt thì là nó sẽ kích hoạt cái công tắc điều khiển này và nó sẽ ngắt cái mạch spinner này. Đấy thì đây mình đã đấu sẵn hết đây rồi nhá. Bây giờ tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu. Thế còn trước tiên bây giờ mình sẽ thử nhá. Đây ví dụ đây spinner đây. Đấy và bộ mạch đây. Và đây là công tắc relay nhá. Công tắc relay đây. Đấy. Tí nữa mình sẽ giải thích là các cái chân đấu như thế nào, mình sẽ giải thích. Còn bây giờ nhá, ví dụ như các bạn đây, trên phần mềm đây, ví dụ như các bạn chạy bất kỳ một cái gì đấy, các bạn chỉ việc bật spinner lên ở trên này lên. Đấy. Bạn bật spinner ở đây lên nhá. Bạn bấm vào đây này, đấy. Bạn bấm vào spinner thì là nó sẽ bật lên này. Đấy. Spinner chạy nhá. Đấy, spinner đang chạy này. Nếu mà các bạn còn điều chỉnh tốc độ nhá, tốc độ thì các bạn vẫn điều chỉnh bằng cái này nhá. Các bạn cứ vặn cố định nó lên các bạn. Cái này nó chỉ làm nhiệm vụ tắt bật spinner thôi. Nhiệm vụ chính của nó là tắt bật spinner. Đấy, mình bấm vào đây này. Đấy, mình bấm vào đấy nó sẽ ngắt. Đấy, nó ngắt spinner đấy. Bật spinner này. Đấy. Bật spinner nhá. Đấy. Ngắt spinner này. Đấy, ngắt này. Đấy. Thì là khi các bạn chạy bất kỳ cái hình gì ấy, bạn chạy bất kỳ một cái hình gì đấy, hình linh tinh beng gì đấy, bất kể là cái hình gì ấy, đấy nhá, ví dụ như hình hình linh tinh beng, hình gì cũng được, xem cái hình nào nó cắt nó nhanh, nó chạy, khi mà nó chạy xong rồi nó tự nó ngắt, xem cái phay này, đấy nhá, ví dụ cái hình cắt một này. Đấy, mình thử cái hình cắt này nhá. Bây giờ các bạn bấm vào start này này. Bạn bấm start này nhá. Đấy. Đấy, thì nó sẽ tự nó khắc spinner khắc khởi động lên này. Đấy. Hoặc là các bạn muốn nó không va chạm dao thì các bạn có thể tự bật bằng tay lên cũng trước cũng được, không sao cả. Đấy, cho máy nó chạy này. Đấy, các bạn cứ để cho nó chạy nhá. Chạy các bạn phay khắc gỗ, các bạn cứ để cho chạy thoải mái này. Đấy, mình đang thí dụ như thế nhá. Để tăng tốc lên này, ví dụ cho chạy này, thoải mái đi. Nó chạy nó hết code này, chạy hết code này nó tự nó khắc ngắt spinner nhá. Đấy, mục đích chính của mình là đấu relay này là như thế thôi. Mục đích chính của mình là khi máy nó chạy hết cái cửa code này. Đấy. Tự chạy hết cửa code này, nó về gốc tọa độ, về go to z ấy, thì là nó sẽ tự động nó tắt spinner. Đấy, thế còn các bạn, nếu mà đây là mình đang hướng dẫn các bạn đấu spinner với nguồn 110 VDC. Đúng rồi, 100 nguồn một chiều nhá, nguồn VDC nhá. Thế còn các bạn là những cái dòng spinner mà 220 ấy, à spinner
dùng biến tần, đúng rồi, dùng 220 mà dùng biến tần ấy, thì các bạn không cần thiết phải làm cái này, bởi vì trong cái biến tần của nó đã có hết toàn bộ cái hệ thống đấy rồi nhá. Trong cái spinner 1,5 đến 2 kW hoặc là 800W ấy, thì là cái những cái dòng spinner có sẵn biến tần nha các bạn nhé, thì các bạn không cần phải đấu cái này, mà nó sẽ có sẵn cái đường relay ở bên trong cái biến tần đấy. Thì là cái đấy thì để hôm nào mình sẽ làm cái video mình hướng dẫn các bạn đấu vào cái biến tần đấy, bật tắt cái biến tần của củ đục kia sau nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái này trước. Đấy, mình hướng dẫn cái này trước. Tới đây mình test mà cho chạy thoải mái đi. Nó đang chạy hình gì nhá. Muốn là làm sao nó chạy xong cái hình này, sau đấy nó tự nó về gốc tọa độ và nó tự ngắt delay này. Cái hình này nó chạy hơi lâu. Nhưng mà đáng nhẽ mình để nó xem nào, mình có cái file khác mình test cho nó nhanh. Con này chờ nó cắt hơi lâu. Hoặc là các bạn stop lại nhé. Đấy, các bạn stop trên phần mềm này nó cũng khác, tự tắt spinner đi này. Đấy. Hoặc các bạn bấm reset nó cũng tự nó ngắt spinner đi nhé. Đấy. Đấy thì là cái này mình đã test rồi, nó chạy cứ chạy hết phần mềm là nó tự nó ngắt spinner. Đấy, nó tự chạy hết cái gỗ này và nó tự chạy hết cái gờ cốt ở trong này và nó sẽ tự nó ngắt spinner nhá. Đấy thì chức năng của delay đây nó chỉ làm công tắc tắt bật. Đây thì mình để máy đây mình hướng dẫn các bạn luôn nhá. Hướng dẫn các bạn đấu nối này. Đây mình sẽ hướng dẫn luôn này. Đây về rút nguồn ra này. Nguồn ra nhé. Đây là hai chân cắm của nguồn 220V điện vào nhé. Đây điện vào này, điện vào 220 để riêng này. Đấy. Thì nó không liên quan gì cả, điện vào của hai nguồn này để riêng nhé. Sau đấy các bạn sẽ mua một cái delay như thế này cho mình nhé. Delay này thì đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Con delay này thì thông số của nó là như thế này. Thông số của nó là 24V 24VDC nhé. Tức là cái điều khiển đóng cắt của nó là 24VDC. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái chân này có 3 chân này, nó có hai cái mức kích hoạt nhé. Mức kích hoạt các bạn có thể kích hoạt mức dương hoặc kích hoạt mức âm. Đấy thì đây mình đang chọn kích hoạt mức âm. Bởi vì cái ngõ ra của mình ấy, cái ngõ ra của cái mạch Mach 3 này là nó kích hoạt âm. Đấy, kích hoạt âm cho nên các bạn là cắm dăm nó sang bên phía L này cho mình nhá. Bạn cắm dăm sang phía bên phía L này này. Đấy. Thì cái lít delay này nó rẻ thôi, cái delay này nó bán trên mạng đầy ấy, nó bán có mấy chục nghìn thôi. Đấy, mấy chục nghìn một cái này nhá. Đấy thì là các bạn mua cái này về. Mua cái này về và các bạn là bên phía chân nâu, chân nâu này, chân com với chân NC này nhá. Thì là còn nó có 3 chân tất cả thì có 2 chân này. 2 chân chân NC với chân com này là nó thường đóng này. Đấy. Thế còn chân chân nâu này với chân com này nhá là nó thường hở. Đấy. Thì các bạn là đấu cái dây công tắc của mình đây này, công tắc từ spinner nhá. Từ spinner này các bạn sẽ đấu một chân vào cực dương của nó. Các bạn đấu cố định cực một chân và cực dương của nó nhá. Đấy, nó giống như công tắc tắt bật của bạn ấy, công tắc tắt bật điện thôi. Cái này nó làm nhiệm vụ là công tắc tắt bật điện mà. Đấy thì các bạn đấu sẵn một dây này, vào này còn một dây. Các bạn đấu ra chỗ công tắc này. Đấy, các bạn đấu ra chỗ công tắc này, các bạn đấu vào chân com nhá. Sau đấy có một chân này.
Một chân này các bạn là sẽ đấu vào chân nâu, tức là tiếp điểm nó hở. Đấy, xong con dây này bạn sẽ đấu vào cái motor spinner này. Bạn sẽ đấu vào chân motor spinner này nhá. Đấy là chân cực cực âm ấy. Đấy thì cái một cái đây là cái nguồn của mình nha, nguồn motor của mình nha. Thì đây là nguồn vào này, nguồn vào này thì không nói, nguồn vào thì các bạn đấu chân, nó là nguồn xoay chiều. Nguồn xoay chiều nên các bạn đấu chân âm cũng được, đấu chân dương cũng được, không quan trọng nhá. Nguồn vào nhá. Thế nguồn ra các bạn lưu ý cho mình này. Chân motor này. Chân motor này nhá thì nó có cực dương ở bên phía bên tay phải, cực âm bên phía bên tay phải mình nhá, dây trắng này này là cực âm nhá. Và bên phía tay trái này là cực dương này. Đấy. Thế còn đây là điều tốc. Điều tốc thì nó có 3 dây này, 3 dây điều khiển tín hiệu này. Đấy. Có chiết áp đây, nó chiết áp vặn tăng giảm spinner nhá. Đấy, chiết áp nhá. Đấy thì là các bạn đây chỉ việc đấu đấu một dây từ motor này, dây motor vào nhá. Đấu một cái vào đây để qua công tắc này. Đây là cái công tắc bạn, các bạn đấu một dây qua công tắc này. Đấy, xong đấu vào kia. Thế còn chân còn lại này, chân còn lại nó sẽ có một chân DC này. DC trừ nhá. Các bạn lưu ý cái chân DC trừ này là các bạn cấp cái nguồn trừ, tức là cấp cái nguồn trừ, hoặc là các bạn không cấp cũng được, các bạn để kích hoạt ở đây chung cũng được. Đấy, các bạn đấu kích hoạt chung với hai chân này, hai chân DC trừ với chân in này, các bạn đấu chung vào với nhau nhé, để các bạn kích hoạt nguồn âm ấy. Đấy, tức là khi cái mạch Mach 3 này mình xuất cái nguồn âm ra đây, xuất cái nguồn âm ra cái phía này thì là nó sẽ cái delay này nó sẽ làm việc, nó sẽ đóng này, nó sẽ đóng và spinner nó sẽ chạy. Đấy, rất đơn giản thì như vậy thôi. Thì một giây các bạn đấu vào chân in à chân out 1 nhé. Out 1 hay out 2, out 3, out 4 là do các bạn đặt ở bên trong mạch Mach 3 này nhé, do các bạn đặt ở trong phần mềm ấy. Thì đây mình đang đặt out 1 này. Đấy. Out 1 thì trên cái trong cái phần mềm ấy, các bạn mở cái out 1 ra. Đấy thì các bạn đấu cái dây kích hoạt âm nguồn âm vào cái DC vào cái âm chân A chân in này. Đấy, nguồn kích hoạt. Thế còn chân dương các bạn cấp điện sẵn vào cho nó này. Chân dương đây nhá, các bạn cấp điện sẵn từ Mach 3 vào này. Đấy thì là nó cũng vẫn là dây dây dương thôi, dương nguồn thôi. Các bạn cấp sẵn dương nguồn cho nó vào cái delay này. Đấy, nó rất đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp cả. Đây dương nguồn đây, cấp vào đây. Cứ nhìn thấy DC cộng này nhá. DC cộng này các bạn cấp dương nguồn vào. Đấy. Dương nguồn 24V vào. Đấy còn lại DC trừ với in. Bạn đấu một chân ra chân out cho mình. Bạn đấu ra out 1 nhá. Đấy thì là khi đây, khi các bạn là kết nối nguồn, các bạn cắm nguồn vào. Đấy các bạn kết nối vào nhá, các bạn cắm nguồn vào này. Thì là nó cái công tắc này nó chưa đóng điện này. Nó không đóng điện này nó spinner sẽ không chạy. Đấy, sau khi mình có cái phần mềm ở trong Mach 3 rồi, mình sẽ bật vào spinner này và nó kích hoạt cái chân dương này, chân âm này của nó lên, điện âm này của nó lên đây. Thì là nó sẽ bên trên phần mềm Mach 3 đây. Các bạn kích hoạt, các bạn bấm vào spinner giống như là nó chạy ấy. Chạy khi các bạn mở phần mềm nó chạy thì spinner nó sẽ tự bật này. Đấy. Đấy thì là spinner của bạn sẽ quay như này. Đấy và khi nó chạy xong cái hình này thì nó tự nó tắt spinner. Đấy. Đấy nha, để cho các bạn là không phải trông chiếc cái gì cả. Các bạn phay gỗ các bạn cứ bỏ đi chơi thoải mái. Đấy, bao giờ nó phay xong nó tự phay xong nó tự nó khắc ngắt spinner. Đấy, nghĩa là như thế. Cái nhiệm vụ của nó chỉ có mỗi tắm cắt thôi. Thật ra là đối với cái motor 775 ấy thì các bạn cấp trực tiếp nguồn từ đây vào này. Đấy, các bạn cấp trực tiếp dương nguồn vào. Thế nhưng mà cái dòng này là dòng này không phải là dòng motor 775 nhá, cho nên các bạn không thể đấu trực tiếp vào mạch này được. Đấy, các bạn bắt buộc các bạn phải qua trung gian này, các bạn bắt buộc phải qua delay này nhá. Bởi vì cái nguồn ra của cái motor này nó là 110V. Điện nó là điện 110V.
đấy, hoặc là nguồn 48V cũng thế, để nó điện nó ra là điện nó ra 48V hoặc là 110V lên mà các bạn đấu trực tiếp vào mạch Mach 3 này là cháy luôn mạch Mach 3, là đi luôn đấy, là không thể chạy được mạch Mach 3 đâu nhá. Các bạn không được đấu nguồn, không được đấu nguồn kia vào trực tiếp vào mạch Mach 3 đâu đấy, mà nó bắt buộc nó phải thông qua một cái delay 24V này đấy, các bạn mới có thể chạy được nhá. Đấy, tắt bật đây, các bạn chỉ việc làm công tắc tắt bật thôi đấy. Thế còn cái dây này thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ việc đây quấn băng dính vào đây, các bạn quấn băng dính vào đây nhá, các bạn quấn một vòng kín vào đây này, các bạn lấy dây thít thít lại này nghe nhá. Đấy thì nó cũng sẽ rất là gọn thôi, nó không có gì cả, cái này nó rất là nhỏ đấy, nó chỉ bằng hai đốt ngón tay mình, bằng hai ngón tay chập lại đấy. Thì bạn nào muốn đấu thì cứ xem kỹ video của mình đây, mình đã hướng dẫn rất là chi tiết đây rồi nhá, hướng dẫn rất là chi tiết rồi này đấy. Cứ thế mà đấu thôi là chạy đấy, cứ thế là đấu nhá. Đấy, thế con bạn nào có nhu cầu mà muốn đấu sẵn đấy, bạn nào muốn có nhu cầu đấu sẵn thì các bạn cứ liên hệ mình. Đấy thì các bạn muốn đấu sẵn thì chắc chắn là các bạn sẽ phải mua cái đồ đây của mình đây, mình sẽ đấu sẵn cho. Đấy thì nó chỉ như thế thôi,